Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 tới câu 37. Cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng. Mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông, xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày luôn có những điều bất ngờ xảy đến cho mỗi người. Có những chuyện bất ngờ đem lại tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc. Niềm vui của người vợ khi có chồng tội lỗi đột nhiên ăn năn quay về với Chúa. Niềm vui của người chồng khi thấy người vợ vô tâm, đột nhiên một ngày trở nên người biết quan tâm lo lắng cho chồng, cho con. Niềm vui của cha mẹ khi thấy người con mất dạy, bỗng một ngày trở nên ngoan ngoãn dễ thương. Niềm vui của một người khi bất ngờ có được một món tiền lớn, vân vân, và rất nhiều niềm vui khác đến với con người cách không ngờ. Ngược lại, cũng có những chuyện bất ngờ đem lại buồn đau và thất vọng. Nỗi đau khổ và thất vọng của người vợ khi phát hiện ra người chồng bao lâu nay rất mực thương vợ thương con, bỗng dưng chỉ là giả dối vì đang có một người phụ nữ khác. Nỗi đau của người chồng khi bất ngờ nghe tin vợ phản bội mình. Nỗi đau lòng của cha mẹ khi biết tin đứa con ngoan đang đi vào những tệ nạn xã hội. Tất cả đều là bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất vẫn là cái chết của mỗi người. Cái chết bất ngờ có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc mãi mãi cho ta, nhưng cũng có thể đem lại nỗi đau khổ triền miên cho ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta phải biết sống sẵn sàng và tỉnh thức, vì ngày giờ chúng ta chết là rất bất ngờ. Niềm vui và hạnh phúc đời đời chỉ dành cho những ai sống một đời biết thực thi lời Chúa dạy, luôn thể hiện lòng yêu thương và tha thứ đối với mỗi người. Vì khi cái chết đến bất ngờ, thì những người này sẽ được Chúa đưa vào hưởng hạnh phúc nước trời. Ngược lại, những ai sống không tỉnh thức và sẵn sàng, luôn bê tha trong tội lỗi, thì khi cái chết đến bất ngờ, họ không kịp ăn năn hối cải, thì chỉ đón nhận đau khổ muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống thức tỉnh và sẵn sàng bằng việc chu toàn bổn phận với Chúa và tha nhân trong cuộc sống hàng ngày, để khi được Chúa gọi về cách bất ngờ, chúng con cũng cảm nhận được sự bình an,
và hạnh phúc trong vòng tay nhân từ của Chúa. Amen.